Xin kính chào quý khán giả của chương trình với khán giả truyền hình. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Đình, trú tại phường Trường An, thành phố Huế về xem xét lại việc quản lý thửa đất mà gia đình bà đang sử dụng, chương trình sẽ có phóng sự ghi nhận ý kiến của các bên liên quan trong phần mở đầu. Tiếp đó là phần tư vấn pháp luật của luật sư Lê Thị Trà My. Cuối chương trình là phần giới thiệu chính sách mới hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, gửi đơn thư đến chương trình, bà Nguyễn Thị Đình hiện đang ở tại 306 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế, phản ánh việc chị và người em tên Nguyễn Thị Gái bị tàn tật, mất khả năng lao động. Trước đây có sử dụng một phần đất tại địa chỉ nói trên để làm nhà ở, từ khoảng thời gian từ năm 1980. Thời gian sau, phía Ủy ban Nhân dân phường Trường An có buộc gia đình bà ký hợp đồng thuê mặt bằng. Tuy nhiên đến năm 2003, bà từ chối việc tiếp tục ký hợp đồng thuê vì cho rằng không hợp lý, đồng thời quản lý sử dụng đất ổn định cho đến nay, có đăng ký trong bản đồ địa chính cũng như đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm. Gần đây, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế có thông báo và yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Trường An thu hồi mặt bằng kinh doanh, buộc gia đình bà phải tháo dỡ công trình để trả lại đất cho thành phố. Điều này làm cho gia đình bà hết sức khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay. Phóng viên chương trình đã tìm hiểu thực tế vụ việc và có phản ánh trong phóng sự sau. Qua câu chuyện với phóng viên, bà Nguyễn Thị Đình kể, khoảng năm 1980, bà đến khai phá một phần đất trống giáp đất nghĩa địa tại số 130, này là 306 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế để làm nhà ở và buôn bán đồ vặt. Do gia đình có kinh doanh quán vặt nhỏ nên từ năm 1991, Ủy ban Nhân dân phường Trường An có thu lệ phí buôn bán hàng năm đối với gia đình và gia đình bà thực hiện nộp lệ phí kinh doanh đầy đủ. Quá trình sử dụng đất, bà có đứng tên đăng ký kê khai quyền sử dụng đất và có tên trên bản đồ địa chính qua các thời kỳ đo đạc với mục đích sử dụng đất kê khai đăng ký là đất ở đô thị. Từ năm 1996 cho đến năm 2003, Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu gia đình bà phải ký hợp đồng kinh tế với phường thì mới cho tiếp tục kinh doanh buôn bán. Nhưng đến năm 2003, cho rằng việc Ủy ban Nhân dân phường ký hợp đồng kinh tế là không đúng quy định nên đã khiếu nại. Và từ đó cho đến nay thì Ủy ban Nhân dân phường không tiếp tục ký hợp đồng nữa. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2020, phường Trường An và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế có thông báo yêu cầu bà Đình tháo dỡ nhà để trả lại đất cho nhà nước mà không áp giá đền bù cũng như không bố trí đất tái định cư cho gia đình. Hoàn cảnh gia đình của bà hiện nay rất khó khăn, nhiều năm liền là hộ nghèo và còn phải nuôi chị gái tàn tật nằm một chỗ, hiện cũng không còn chỗ ở nào khác. Không có nơi nương dừa, không có chỗ ăn chỗ ở ổn định. Chứ nguyện vọng mong muốn là nhờ các cơ quan có thẩm quyền quan tâm làm sổ đỏ, trường hợp mà không làm được thì cũng mong muốn các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ để có nơi ăn ở ổn định. Để rõ hơn về quá trình quản lý sử dụng thửa đất tại địa chỉ 306 Phan Bội Châu nói trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện Ủy ban Nhân dân phường Trường An. Được biết, thửa đất gia đình bà Nguyễn Thị Đình đang quản lý sử dụng thể hiện ở các bản đồ địa chính như sau. Theo bản đồ 299 thì diện tích đất nói trên thuộc một phần thửa đất số 81, tờ bản đồ số 1, mục đích sử dụng là đất nghĩa địa. Theo bản đồ 202 thì thửa đất nói trên mang sổ hiệu 28, tờ bản đồ số 28, diện tích 95,57 m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị do bà Nguyễn Thị Đình đứng tên kê khai đăng ký quyền sử dụng đất. Theo bản đồ ghi sổ lập năm 2007 đến năm 2009, thửa đất mang sổ hiệu 28, tờ bản đồ 28, diện tích 87,5 m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị do bà Nguyễn Thị Đình đứng tên kê khai đăng ký. Qua tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, trước đây, gia đình bà Đình có kê khai nguồn gốc đất là do khai hoang từ năm 1980 và đã sử dụng ổn định từ đó cho đến nay để làm nhà ở và quán buôn bán nhỏ. Thời gian bắt đầu sử dụng đất này được chính các ông tổ trưởng tổ 4 cũ và tổ trưởng tổ dân phố 13 phường Trường An xác nhận. Quá trình sử dụng đất, bà Nguyễn Thị Đình có đóng thuế nhà đất và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cấp giấy chứng nhận sổ nhà vào năm 2002, có hộ khẩu thường trú trên chính nhà mảnh đất này.
Từ năm 1996 đến năm 2003, giữa bà Nguyễn Thị Đình với Ủy ban Nhân dân phường Trường An có ký hợp đồng kinh tế, thuê mặt bằng kinh doanh đối với chính diện tích mà gia đình bà Đình đã khai hoang sử dụng ổn định nói trên. Đến năm 2003, gia đình bà Đình cho rằng việc Ủy ban Nhân dân phường lấy đất gia đình bà khai hoang để cho chính gia đình bà thuê là không đúng nên đã có đơn khiếu nại, đồng thời chấm dứt việc ký hợp đồng với phường. Năm 2007, bà Đình có đơn xin sửa chữa nhà do nhà ở bị xuống cấp, thì Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành công văn số 60/CV-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007, yêu cầu bà phải ký hợp đồng thuê từ năm 2004 cho đến nay mới đồng ý cho bà sửa chữa nhà. Không đồng ý với yêu cầu tiếp tục ký hợp đồng thuê đất nên bà đã có đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trường An nhưng không được chấp nhận, nên bà đã gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế. Ngày 3 tháng 3 năm 2009, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ban hành quyết định số 319 giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đình với nội dung là không công nhận đơn khiếu nại của bà. Đồng thời khẳng định việc Ủy ban Nhân dân phường Trường An ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Đình thuê đất là không đúng quy định của pháp luật, giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân phường Trường An làm việc với gia đình bà Đình, yêu cầu trả lại đất cho nhà nước. Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế và Ủy ban Nhân dân phường đã có thông báo yêu cầu bà phải tháo dỡ công trình để trả lại mặt bằng đất nhà nước cho thuê trước đây, nhưng bà không đồng ý và tiếp tục có đơn khiếu nại. Đối với cái vấn đề mà bà xin hợp thức hóa thì cái này thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có cái văn bản trả lời, văn bản số 4846 trả lời đơn cụ thể cho bà rồi. Hiện nay thì gia đình bà thì cũng đã là thuộc cái diện là còn rất kỳ là khó khăn về chỗ ở. Do vậy thì cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố là chỉ đạo cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất xem xét các quỹ đất nhà ở chung cư để xem xét và bố trí hoặc là bán cho bà để bà có cái chỗ ở ổn định. Theo chúng tôi, có một số vấn đề mà Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cần xem xét trong quá trình giải quyết kiến nghị khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đình. Đó là trước khi thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với Ủy ban Nhân dân phường Trường An vào năm 1996, gia đình bà Đình đã có nhà ở và sinh sống ổn định trên thửa đất này. Hiện nay, thửa đất này theo hồ sơ đăng ký kê khai là đất ở đô thị do gia đình bà Đình đứng tên kê khai đăng ký và đóng thuế nhà đất cho nhà nước. Mặt khác, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã xác định việc Ủy ban Nhân dân phường Trường An ký hợp đồng cho thuê đất là không đúng quy định của pháp luật. Do đó, việc yêu cầu bà Đình trả lại mặt bằng thuê đất của nhà nước đã hợp lý chưa? Cần xác định rõ phần đất này là nhà nước cho bà Đình thuê hay là đất bà Đình lấn chiếm. Nếu xác định là đất lấn chiếm thì cần xem xét các quy định pháp luật đất đai hiện hành để xem xét cho người dân. Mặt khác, với hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cũng cần xem xét về chỗ ở ổn định cho người dân. Chương trình chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Thị Lan liên quan đến cái chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo cái nội dung đơn thư gửi đến chương trình của chúng tôi thì bà hỏi như sau. Bà làm việc tại một doanh nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ năm 2012 cho đến nay và có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Đến tháng 7 năm 2021 vừa qua, do tình hình dịch bệnh phức tạp gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, gặp nhiều khó khăn trong cái việc chi trả lương, cho nên là bà đã chủ động làm đơn xin thôi việc và đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Sau khi có quyết định cho thôi việc thì bà đã đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và đã được chi trả tháng đầu tiên. Hiện nay thì bà cũng chưa có việc làm mới. Thì vừa qua bà có nghe cái thông tin là nhà nước có cái chính sách hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Và nhiều bạn bè của bà thì cũng đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo về cái việc là xác nhận kê khai cái thông tin để được hỗ trợ, nhưng mà bạn lại không nhận được cái thông tin kê khai. Do bạn thắc mắc nên bạn đã có đơn gửi đến chương trình của chúng tôi và nhờ chúng tôi tư vấn pháp luật để biết được là cái trường hợp của bạn thì có được hưởng cái chế độ chính sách nói trên hay không. Và nếu mà được hưởng thì bạn phải làm những cái thủ tục hồ sơ gì để nhận được cái sự hỗ trợ. Căn cứ vào cái nội dung đơn thư bạn hỏi thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau.
Như chúng ta biết, đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra những cái tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội của đất nước ta. Việc hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động, duy trì sản xuất kinh doanh để vượt qua cái khó khăn trong cái giai đoạn dịch bệnh là một trong những cái quyết sách hàng đầu hiện nay của Đảng và Nhà nước. Để kịp thời giải quyết những cái khó khăn nói trên thì vào ngày 1 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 28 quy định về việc là thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo cái quyết định nói trên thì người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được hỗ trợ một lần bằng tiền từ quỹ kết dư bảo hiểm thất nghiệp. Về cái đối tượng mà được hưởng hỗ trợ và cái mức hỗ trợ thì được quy định như sau. Đối tượng được hỗ trợ là quy định như thế này. Một là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại cái thời điểm là ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội, không bao gồm cả cái trường hợp sau đây. Đó là người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân. Hai là người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, quy định về cái cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các cái quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Hai, người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong cái khoảng thời gian là từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng. 3. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính và cái mức hỗ trợ như sau. Thứ nhất, căn cứ cái mức hỗ trợ là trên cơ sở cái thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm là ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tỉnh hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp người lao động đã nộp cái hồ sơ để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cái tổng thời gian mà đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định cái mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại cái thời điểm là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Thứ hai, về cái mức hỗ trợ là hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng thì hỗ trợ 1.800.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng thì được hỗ trợ 2.100.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng thì được hỗ trợ 2.400.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng thì được hỗ trợ là 2.650.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng thì được hỗ trợ là 2.900.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên thì sẽ được hỗ trợ là 3.300.000 đồng một người. Đối chiếu với các quy định của pháp luật như tôi vừa nêu ở trên, thì trường hợp của bạn là đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp và đang được hưởng cái chế độ trợ cấp thất nghiệp hàng tháng nên không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định của pháp luật nói trên. Và trên đây là toàn bộ nội dung chúng tôi tư vấn cho bạn. Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 8228/BT/MT hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, Bộ Y tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đề nghị các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nội dung sau. Quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.
thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động. Đối với các tỉnh thành phố có nguy cơ rất cao, xét nghiệm hàng tuần tối thiểu cho 20% người lao động có nguy cơ cao và xét nghiệm hàng tuần cho toàn bộ người lao động cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất kinh doanh. Các tỉnh thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ xét nghiệm 2 tuần một lần tối thiểu cho 5-10% người lao động có nguy cơ cao và xét nghiệm 2 tuần một lần cho toàn bộ người lao động cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất kinh doanh. Lưu ý, không thực hiện đối với người đã tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc. Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR hoặc test kháng nguyên nhanh. Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế cấp huyện nơi cơ sở sản xuất kinh doanh đóng chân trong khoảng 2 giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cơ sở sản xuất kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện. Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục đã được cấp sổ đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Cơ sở sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng test nhanh kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm. Trung tâm Y tế cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý ngay đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Lái xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, thành phố nếu di chuyển từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG sang khu vực liên kề đang áp dụng cấp độ nguy cơ dịch bệnh thấp hơn thì việc xét nghiệm phải do cơ sở y tế thực hiện. Thời gian xét nghiệm theo đúng quy định tại công văn số 5753 BTMT ngày 19 tháng 7 năm 2021 về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa. Quý khán giả vừa theo dõi chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thân ái chào tạm biệt.